Xin chào cả nhà nha. Mình xin giới thiệu, đây là chú Lộc, chú Tâm Lộc đúng không chú? Dạ. Chú là quản lý ở cái khu vực thác Thủy Tiên này cả nhà ơi. Đây, nãy giờ mình đi khám phá và mình vào đây mình rất là may mắn, rất là đủ duyên để mình gặp chú nè. Chú ở đây bao lâu rồi chú? Chú ở đây là hơn 10 năm rồi. Wow, chú ở đây hơn 10 năm rồi. Chú rất là dễ thương và rất là nhiệt tình nha cả nhà. Mình quay để mình giới thiệu cho cả nhà xem. Bạn nào mà muốn lên đây cắm trại, lên thác Thủy Tiên cắm trại thì các bạn hãy liên hệ chú Lộc qua số di động là số bao nhiêu vậy chú? 0917 417 779. Ok, để chúng ta lên đây chúng ta tham quan thì chúng ta nhớ liên hệ về số chú vừa đọc cho cả nhà. Rồi, cảm ơn chú Lộc rất là nhiều nha, đã nhiệt tình tư vấn cho tụi con nha. Bắt tay chú cái trước khi tụi con về Sài Gòn nè. Rồi, bye bye chú nha. Rồi, tạm biệt. Dạ.